Bởi loại rau rẻ vô cùng nhưng quý như nhân sâm, vừa bổ lại giúp trường thọ, ít càng sớm người càng khỏe thêm. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Trong bữa cơm hàng ngày của chúng ta, chắc chắn không thể thiếu được một loại thực phẩm quen thuộc, đó chính là rau xanh. Rau xanh tuy không thể thay thế được thịt, cá trong khẩu phần ăn, nhưng chúng lại là loại thực phẩm rất tuyệt vời cho sức khỏe. Các chuyên gia đông y cho rằng, rau xanh chính là vị thuốc trường sinh có thể giúp chúng ta phòng chống ung thư và nâng cao sức đề kháng của bản thân. Ngoài ra, nó còn có thể ngăn ngừa và đẩy lùi một số căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể con người. Đặc biệt, cô bác có thể tìm thấy các loại rau này mọc ở xung quanh nhà hoặc tìm mua chúng rất dễ dàng ở ngoài chợ. Ngay bây giờ, mời cô bác hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về tác dụng tuyệt vời của những loại rau này để kịp thời bổ sung chúng vào chế độ dinh dưỡng của gia đình mình, cô bác nhé! 1. Củ cải trắng. Củ cải trắng thường được ví như nhân sâm trắng hay nhân sâm của mùa đông bởi tác dụng tuyệt vời mà loại củ này mang lại cho sức khỏe, đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh. Theo y học cổ truyền, củ cải trắng có vị ngọt cay, tính mát nên có thể cắt cơn ho, giải độc, thanh nhiệt, chữa chứng đầy bụng và có lợi cho việc đại tiểu của chúng ta. Đặc biệt, củ cải trắng rất giàu hợp chất chống ung thư, do đó loại củ này có tác dụng chống ung thư mạnh nhất so với các loại củ khác được bày bán trên thị trường. Bên cạnh đó, việc ăn củ cải trắng còn giúp cô bác cải thiện huyết áp, ngừa tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch và rất tốt cho hệ tim mạch của cô bác. Ngoài ra, loại củ này cũng chứa các hoạt tính sinh học rất có lợi cho chức năng gan. Hơn nữa, nhờ có hàm lượng vitamin C nhiều hơn so với các loại rau củ khác, nên củ cải trắng cũng có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa đang diễn ra trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày. 2. Rau khoai lang. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng rau khoai lang chỉ là một loại rau không có giá trị dinh dưỡng gì nên không coi trọng chúng. Tuy nhiên, gần đây người ta lại phát hiện ra rằng rau khoai lang có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, trong đó phải kể đến tác dụng ngăn ngừa đột quỵ, điều chỉnh lượng đường trong máu, hỗ trợ điều trị viêm khớp, chống táo bón và đặc biệt hơn cả là khả năng chống ung thư vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, người ta còn phát hiện ra rằng lá của rau khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với rau mùng tơi và lượng axit oxalic có trong loại rau này ít hơn hẳn so với rau bina, nên nguy cơ khiến cho cô bác mắc bệnh sỏi thận khi sử dụng rau khoai lang cũng ít hơn rất nhiều lần. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng dưỡng chất có trong rau khoai lang thậm chí còn vượt trội hơn nhiều so với củ khoai lang. Theo đó, vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang, lượng vitamin C thì cao gấp 5 lần và lượng polyphenol cao hơn tận 8 lần. Đó là lý do vì sao mà loại rau này được mệnh danh là loại rau trường thọ. Và ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ hay Hồng Kông thì rau khoai lang được coi như một loại đặc sản cao cấp, luôn có mặt trong các quán ăn và nhà hàng sang trọng. 3. Rau đay. Rau đay không chỉ là loại rau dễ mua với giá thành tương đối rẻ, mà chúng còn là loại rau có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quý có lợi cho sức khỏe của con người. Theo sách Nam Dược Thần Hiệu, rau đay có tính bình nên có thể giúp nhuận tràng, thông tiện, mát gan, chữa cơ thể suy nhược, táo bón, kiết lỵ, ho có đờm, an thần, trợ tim và lợi tiểu. Ngoài ra, rau đay còn được dùng để giúp phụ nữ sau sinh lợi sữa hơn. Ngoài ra, loại rau này cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta, nên cô bác có thể sử dụng chúng thường xuyên để bồi bổ cho sức khỏe của mình. 4. Đậu bắp. Đậu bắp là loại rau được mệnh danh là nhân sâm xanh hay vàng thực vật. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, đậu bắp được ca ngợi như một loại thực phẩm thiên nhiên có giá thành rẻ nhưng mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể con người. Theo đông y, đậu bắp có vị chua, tính mát nên có khả năng giúp giảm đau và làm dịu một số triệu chứng của bệnh lậu, bí tiểu, bạch đới và táo bón. Bên cạnh đó, chất nhầy do đậu bắp tiết ra cũng có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường, ức chế sự hấp thụ cholesterol và cải thiện nồng độ lipid trong máu. Hơn nữa, đậu bắp cũng có thể cải thiện hệ tiêu hóa, điều trị viêm loét dạ dày, bảo vệ ruột, thúc đẩy cơ thể tiết dịch vị và làm tăng cảm giác thèm ăn cho cô bác. Đáng nói hơn, đậu bắp cũng rất giàu vitamin C và chất xơ hòa tan nên chúng không chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho làn da mà còn giúp tăng cường collagen, làm giảm tác hại của các gốc tự do và bảo vệ làn da của cô bác khỏi các tác nhân gây lão hóa. Nhờ có chứa vitamin A và carotin nên đậu bắp cũng rất có lợi cho sức khỏe của võng mạc. Nếu có con em đang trong độ tuổi dậy thì, cô bác cần cho các cháu ăn nhiều đậu bắp để thị lực không bị tổn hại.
Cuối cùng, nếu đang trong quá trình ăn kiêng, đậu bắp cũng chính là loại thực phẩm mà cô bác nên lựa chọn bởi chúng rất giàu chất dinh dưỡng, đồng thời lại ít chất béo, calo và chúng cũng không chứa cholesterol gây hại cho cơ thể của cô bác. 5. Rau má. Từ lâu, rau má đã được người Việt sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn ngon, mát và bổ dưỡng. Y học cổ truyền của Trung Quốc cũng sử dụng rau má làm dược liệu chữa bệnh với tên gọi là tích tuyết thảo. Tại Pháp và Anh, người ta cũng dùng rau má để điều chế ra một số loại thuốc để chữa bệnh cho con người. Theo lương y Vũ Quốc Trung, rau má có vị đắng, hơi ngọt, tính bình nên có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu. Loại rau này thường được dùng để làm thuốc bổ, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lị, khí hư, bạch đới, mụn nhọt, rôm sẩy. Ngoài ra, rau má cũng đặc biệt thích hợp để cô bác thanh nhiệt cho cơ thể và bồi bổ cho thận. Những người bị tiểu buốt, tiểu dắt thì chỉ cần uống nước rau má là bệnh tình sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Những cô bác nào bị thừa cân, béo phì hay xơ vữa động mạch, nếu thường xuyên sử dụng rau má sẽ làm giảm lượng cholesterol trong máu, từ đó giúp cho các mạch máu trở nên mềm mại như trước. Điều này sẽ giúp cô bác hạn chế được chứng co thắt động mạch vành, nhồi máu cơ tim, co thắt mạch máu não hay vỡ mạch máu não. 6. Rau dền. Rau dền được coi là loại rau bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc. Và đây cũng là loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong số các loại rau tươi. Rau dền có vị ngọt, tính mát, đồng thời lại có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Sử dụng rau dền có thể giúp cô bác giảm viêm, tốt cho xương khớp, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và đái tháo đường. Nếu ăn rau dền thường xuyên, cô bác còn có thể ổn định lượng đường huyết và cải thiện bệnh tiểu đường type 2 cực kỳ hiệu quả. Rau dền cũng phù hợp để cô bác sử dụng vào mùa hè bởi chúng có khả năng giải nhiệt và giải độc cực tốt. Rau dền rất đa dạng về chủng loại, trong đó phổ biến nhất là rau dền đỏ, rau dền cơm và rau dền gai. Rau dền đỏ là loại rau có toàn bộ thân và lá màu đỏ tía. Loại rau dền này có chứa rất nhiều protein, glucid, vitamin và khoáng chất nên có thể giúp cô bác mát gan, thanh nhiệt, ngừa ung thư, giảm cholesterol trong máu và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Rau dền cơm là loại dền thường có hoa ở phần ngọn. Loại dền này có tác động rất tốt đến cơ thể của chúng ta nhờ tác dụng giải nhiệt, làm mát gan, nhuận tràng, thông tiểu và lợi khí. Còn rau dền gai là loại rau dền thường mọc ở những nơi hoang dại hay vùng đất bị bỏ hoang. Ăn loại rau này có thể hỗ trợ cho cô bác chữa được nhiều bệnh như táo bón, khớp xương sưng đau hoặc ho có đờm. Do đó, tùy vào nhu cầu của mình, cô bác có thể chọn ra một loại rau dền để hỗ trợ điều trị bệnh hoặc bồi bổ sức khỏe của bản thân. 7. Giá đỗ. Giá đỗ là một loại rau mầm khá phổ biến ở nước ta với cách trồng cực kỳ đơn giản nên cô bác có thể tự trồng ngay tại nhà. Giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và tiêu thực cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, ăn nhiều giá đỗ cũng giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và góp phần kéo dài tuổi thọ cho chúng ta. Giá đỗ cũng chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ mạch máu và giúp máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra, giá đỗ cũng chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Với loại rau này, cô bác có thể dùng để ăn sống, làm nộm, muối chua, nhúng lẩu hay nấu canh đều rất ngon nhưng vẫn không làm mất đi giá trị dinh dưỡng của chúng. Sau khi điểm qua những tác dụng vượt trội của các loại rau kể trên, cô bác có thể yên tâm để thêm chúng vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình rồi đúng không nào? Không chỉ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, những loại rau này hoàn toàn có khả năng bảo vệ cơ thể của cô bác chống lại các căn bệnh nguy hiểm, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của cô bác lên rất nhiều lần. Tuy nhiên, cô bác đừng nghĩ rằng ăn càng nhiều rau thì càng tốt. Kết quả của nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ cần cô bác ăn khoảng 375g rau xanh mỗi ngày là nguy cơ tử vong của cô bác sẽ thấp hơn 22% so với những người ít khi sử dụng loại thực phẩm bổ dưỡng này. Do đó, cô bác chỉ cần tiêu thụ đúng liều lượng kể trên là đã có thể bảo vệ an toàn cho sức khỏe của mình rồi, cô bác nhé! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.